Chào bạn, hôm nay chúng mình cùng nhau làm quen với một số mới nữa nha. Đó là số 9. Đố bạn, có bao nhiêu bạn đang chơi ở đây vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ồ, có thêm một bạn nữa. Vậy là có tất cả bao nhiêu bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Wow, những chấm tròn này thật đẹp. Bạn đếm thử xem có bao nhiêu chấm tròn đi nào. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ có thêm một chấm tròn nữa. Vậy có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Còn ở đây có bao nhiêu con tính? Bạn hãy đếm rồi điền số thích hợp vào nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Có thêm một con tính nữa. Vậy có tất cả bao nhiêu con tính vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vậy số 9 được viết như thế nào đây? Bạn hãy nhấp chuột vào số 9 để xem cách viết nha. Đây là dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy sau số 8 là số mấy vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp các bài tập nha. Bạn hãy xem cách viết số 9 rồi viết theo nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi,
Bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.